Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với Yuhi Shop, kênh bên mình chuyên phân phối các sản phẩm baga và thùng GV chính hãng. Thì trong video hôm nay thì bên mình muốn chia sẻ đến các bạn mẫu xe Winner XV3 lên những cái món như sau. Thì đầu tiên là bên mình sẽ lên trước cái kính chắn gió phía trước, sau đó là lên baga thùng GV và những cái phụ kiện mà cần thiết để đi xe máy. Và đây là cái bộ mặt nạ đồ chơi và bên mình đang chế lên cho Winner XV3. Thì hiện tại cái bộ kính cho Z-Buck, bộ kính hãng Z-Buck thì hiện tại chưa có làm zin cho cái xe Winner này, thì bắt buộc thì mình muốn gắn thì mình phải chế nha các bạn. Thì trên cái mặt nạ đồ chơi nó sẽ có sẵn những cái bát để dành mình gắn, nó làm sẵn cái lỗ để mình gắn cái cùm lên để mình gắn cái bộ kính chắn gió vào đây. Bộ cùm này nó cũng nằm trong cái bộ kính luôn nha các bạn. Cái bộ cùm này sẽ bắt vào cái mặt nạ đồ chơi của hãng luôn. Kính thì mình sẽ có loại hai loại kính, kính bên tay phải các bạn là V1, còn bên đây là kính V2. Đây là mẫu kính Z-Buck V2. Thì kính V2 thì nó sẽ khác với cái V1 là có thêm hai cái mang đây nữa nha các bạn, nhìn nó sẽ ngầu hơn. Thì giá nó cũng bằng giống như cái bộ V1 thôi. Và món tiếp theo thì bên mình sẽ lên mẫu baga chịu lực HRX của GV dành cho Winner các đời luôn nha các bạn. Thì baga HRX thì mình quay cũng khá là nhiều rồi. Thì đây là loại baga chịu lực để dành cho các bạn lên thùng hoặc là các bạn chở đồ, thì lên cái loại này mình bắt nó sẽ chắc chắn hơn. Mình chở đồ nặng nó không có bị xé xước. Và trên cái baga HRX nó sẽ có cái đèn LED luôn nha các bạn. Thì khi mua các bạn, mình sẽ tặng cho các bạn cái dắt như thế này để các bạn cắm zin. Đây, mình hướng dẫn cho các bạn sắp cắn nha. Đây. Rồi. Mình cắm cái đầu cái vào cái đầu đực. Còn cái đầu đực này mình sẽ cắm vào cái đầu cái. Đó, nó sẽ trả lại một cái dây. Đây nó sẽ trả lại một cái đầu nè. Đầu này mình cắm vào cái đế nha các bạn. Còn quy trình lắp baga thì cái nguyên tắc chung là mình chỉ rá vào nha các bạn. Các bạn đừng có siết cứng bất kỳ vị trí nào, thì mình chỉ rá ốc vào. Khi nào các bạn lắp được cái đế lên và mình sẽ siết cứng cái đế trước, và những vị trí còn lại thì mình sẽ siết sau cùng. Nhiều bạn sẽ lắp ngược cái quy tắc này. Nhiều bạn lắp ngược cái nguyên tắc này thì nó sẽ rất là khó và nó sẽ bị các bạn siết cứng ở bất kỳ một vị trí nào thì nó sẽ bị lệch lỗ liền nha các bạn. Nên mình chỉ rá vào và mình sẽ lắp cái đế vào trước, ưu tiên lắp cái đế vào trước. Đầu dắt hồi nãy cắm chả nó còn một đầu thì mình sẽ ghim vào cái đế này, ghim vào cái đây, cái đầu của đế. Các bạn gom điện gọn vào trong là xong nha. Trên cái đế nó sẽ có cái đèn nha các bạn. Các bạn thắng thì nó sẽ sáng lên, sáng mạnh, còn mình không thắng thì nó sẽ sáng mờ. Cái này đi đêm nó sẽ an toàn hơn, và khi các bạn chở đồ á hoặc là đi thùng á, nó sẽ che bớt cái đèn hậu zin của xe, thì cái lúc đó cái đèn thắng này nó sẽ phát huy được công năng an toàn nha các bạn. Cái món tiếp theo mình lên cho anh khách đây là cái giá đỡ điện thoại, cái kẹp điện thoại chống rung của hãng Osoro. Thì cái này khi gắn thì mình cũng không có đụng vào áo, thì mình phải lên thêm một cái cục nối này nha các bạn. Cái đầu này thì các bạn gắn bên mình sẽ lặn gắn cái đầu nối này vô, nó không có bị dính vô dàn áo nè, không cạ vô áo nha.
thì mình sẽ chen cái bát vào giữa cái kính chiếu hậu với lại cái con ốc nối cao lên đó các bạn. Thì nó nối cao lên để cái này nó không có cạ vô dàn áo nè. Thì cái đầu này để dành mình gắn cho cái kẹp điện thoại. Còn đây là cái bát để nối, thì cái trục này nó sẽ giúp cho cái giá đỡ điện thoại mình có thể xoay được 360 độ luôn nha các bạn. Các bạn có thể xoay bất cứ hướng nào mà các bạn phù hợp với lại cái góc nhìn của các bạn thì các bạn xoay. Cái bộ giá đỡ điện thoại Osoro này khi mà gửi hàng đến các bạn thì nó sẽ nằm rời ra từng miếng nha các bạn. Mấy cái bát này nằm rời hết. Thì nếu mà bạn nào có nhu cầu mà lắp sẵn luôn á thì mình sẽ nhắn cho mình trước rồi mình sẽ lắp sẵn luôn cho các bạn. Về các bạn chỉ gắn vào cái chân kính là xong. Phía sau nó sẽ có bốn cái núm cao su chống rung. Thì cái này nó có cái công năng nó giảm sốc nha các bạn. Nó triệt tiêu những cái rung động để nó giúp bảo vệ cái cảm biến của camera điện thoại các bạn. Nó không có bị hư khi các bạn đi qua những cái đường xấu, ổ gà kia hay là mấy cái gờ giảm tốc nó tưng, nó sẽ ảnh hưởng đến cái xe so của cái cảm biến camera của các bạn. Thì mẫu này là mẫu giá đỡ điện thoại con bọ mới nhất của Osoro, và nó có thể điều chỉnh các bạn muốn nằm ngang hay đứng thì tùy nha các bạn, mình có thể xoay 360 độ luôn. Cách sử dụng nha. Thì anh muốn gắn điện thoại vào thì anh cho cái đít điện thoại xuống cái này trước. Rồi, anh nắm cái đầu này, kéo cái mặt ra, đẩy điện thoại vô. Đẩy điện thoại vô thì mình kiểm tra sơ lại cái, thử điện thoại nó vô hết chưa. Rồi, nếu chưa vô thì chạy nó sẽ rung nó rớt điện thoại mình. Rồi, còn anh muốn điều chỉnh hướng thì anh nới lỏng cái chân này ra. Anh dặn một kim một hộp. Rồi, anh muốn chỉnh đi đâu cũng được. Chỉnh tới, chỉnh lui, hoặc là chỉnh điện thoại nằm ngang cho cái Google Maps mình nó lỏng ra, rồi chỉnh nằm ngang. Khi chỉnh cái nào phù hợp với mình rồi em dặn cái này xiết này vừa cứng này, ok cứ bẻ điện thoại rồi lấy ra thôi, nhắn vào thì cứ cho em nằm dưới vô trước, đẩy đầu vô này, cái thùng này mà anh muốn gắn vô á thì anh sẽ canh hai cái chân này nè, có hai chân tương ứng với hai lỗ này, anh gài vô canh thì tự động cái chân này nó sẽ vô cái lỗng này thôi, đè xuống nút mình nó nhảy ra một cái cạch, thì anh chú ý là nó sẽ nhảy là nó phát ra tiếng vậy đó, nhiều lúc mình để vô là nó không nhảy ra thì tự có thể lấy cái thùng đi được, mình phải đè đến khi nào mà nó nhảy ra đó. Vậy còn anh muốn lấy thùng ra thì nấn vô dở lên lấy thùng ra, thì khi anh ấn được cái nút này á thì là nó đang là chìa khóa đang là ở trạng thái mở, thì nó sẽ đồng thời nó mở luôn cái nút của cái nắp luôn. Thì cái nắp này anh muốn mở thì anh cũng ấn ở đây đến khi nào nó kêu một cái tiếng cạch nè. Đó. Mở cái thùng ra. Được. Trong đây nó sẽ kèm cho anh theo đó là một cái chìa sơ cua. Chìa sơ cua này thì về anh lấy ra giúp em, mình đừng bỏ ở đây. Tại bỏ ở đây là nhiều khi mà mình khóa lại vậy nè. Tại vì cái thùng này khi mà anh khóa lại thì nó sẽ cho anh rút chìa khóa ra. Còn bình thường hồi nãy mở là nó không cho rút nữa. Cái mình khóa lại cái mình quên mình dục cái chìa khóa ở đây. Đóng cái nắp lại là dính chìa khóa mình chống luôn, nên là mình cần cái chìa sơ cua này ở ngoài để mình có thể mình cứu nó ra, khi anh rút ra vậy thì nó sẽ khóa luôn cái nắp ha, nó cũng khóa luôn cái khóa luôn dạ. Khi nó mở thì nó sẽ mở đồng thời là hai nút, rồi khi nó khóa thì nó sẽ đồng thời nó khóa luôn hai nút. Anh thử đi. Em xin điểm lại giá các món đã lên xe, thì đầu tiên là ba ga GV HRX giá là 1.100.000 nha các bạn. Thì mình sẽ tặng kèm cái dắt cắm zin chống nước luôn. Cái đó mình sẽ tặng kèm. Các bạn lắp trực tiếp hoặc là gửi đi với mình đều tặng kèm cái dắt đó. Tiếp đến là mẫu thùng B33N2M này. Thì mẫu này dung tích là 33 lít nha các bạn. Và giá của nó hiện tại là 1.270.000. Nó sẽ có phụ kiện đi kèm là một cái đế và hai cái chìa khóa. Và cái này mình bảo hành chính hãng 2 năm nha các bạn. Cái mẫu này dung tích của nó là trung bình nha các bạn. Thì các bạn có thể sử dụng để đi hàng ngày và lắp cho các dòng xe như Winner, Exciter, nó sẽ rất là phù hợp. Và tiếp đến là giá cái mẫu kính G-Pack này.
Thì mẫu này nguyên bộ của nó luôn là 1.480.000 nha các bạn. Còn lắp qua winner thì mình sẽ phải chế, mình sẽ tính thêm cái cộng chế, cũng không có cộng chế cũng không có bao nhiêu đâu, thì mình chỉ tính thêm tại làm nó phải chế lại. Còn lắp jean thì bên mình sẽ lắp miễn phí nha các bạn. Và mẫu giá đỡ điện thoại con bọ mẫu mới này, giá của nó là 850.000. Bên mình cũng hỗ trợ lắp ráp miễn phí và bảo hành 1 năm cho cái giá đỡ điện thoại con bọ này. Cảm ơn anh trai từ ở Long An nha các bạn. Anh từ Long An anh chạy lên vô hàng shop để ủng hộ những cái món trên. Thì nếu mà bạn nào có nhu cầu lên ba ga, lên thùng hoặc là các phụ kiện mà cần thiết để đi phượt thì có thể liên hệ với Yohi Shop, có thể ghé trực tiếp cửa hàng, hoặc là các bạn có thể mua online, mua trực tiếp cửa hàng hoặc là mua thông qua Shopee, thì bên mình cũng có bán trên Shopee luôn. Còn các bạn ghé trực tiếp thì bên mình sẽ hỗ trợ lắp ráp luôn cho các bạn. Các bạn có thể truy cập vào website của yohishop.vn để xem thêm những cái sản phẩm khác. Các bạn có những cái thắc mắc gì cần trao đổi thì cứ bình luận bên dưới clip thì bên mình sẽ hỗ trợ giải đáp cho các bạn. Cảm ơn các bạn gần xa luôn theo dõi đồng hành cùng Yohishop. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo.